mình sẽ so sánh hai ví lạnh Ledger Nano S và Trezor để xem loại nào tốt hơn nha. Đầu tiên là về giá tiền thì có thể thấy là Trezor giá cao hơn. Điều thứ hai mình khá là bất ngờ đó là con Ledger Nano S này thì cái hộp nó giống như là kiểu hộp iPhone á, mình có thể mở ra mở vô một cách dễ dàng. Nhưng mà còn con Trezor này kiểu mình không thể mở ra được luôn á mọi người, mặc dù mình đã bóc tem rồi nhưng mà không thể cạy ra được. Đó, mình phải dùng kéo để mình rạch ra xong rồi mình mở nó ra mới ra được nha. Đó, thì cái hộp nó sẽ rất là xấu như thế này. Khi mà mở hộp ra thì đây là toàn cảnh con Ledger Nano S, nhìn thiết kế khá là đẹp và sang. Còn con Trezor thì mình vừa mở ra nó sẽ như thế này. Tiếp theo là về thiết kế của ví thì mọi người có thể thấy là Ledger nó thiết kế theo kiểu một chiếc USB, cũng như là cái này nó làm bằng kim loại. Còn con Trezor này ở đây mình có hai cái thì nó làm bằng nhựa nha mọi người. Nè, nó là bằng nhựa. Ở đây mình có hai chiếc ví mình được tặng từ năm 2017, tức là cách đây khoảng 4 đến 5 năm rồi. Thì để xem là cái mức độ gọi là tuổi thọ nó hoạt động như thế nào. Ok, thì các bạn có thể thấy là con Ledger này nó vẫn lên, nhưng mà cái màn hình của nó đã bị hư rồi. Tóm lại là vẫn xài được nhưng mà màn hình nó bị mờ. Tiếp theo thì mình sẽ thử của con Trezor. Thì như các bạn có thể thấy là cắm vô nó không có lên nữa, nó bị hư màn hình rồi. Đây mình sẽ cho các bạn xem một cái Trezor mình mới mua, là cắm lên một cái nó sẽ sáng đèn luôn nha mọi người. Đó, về giao diện màn hình và nút điều hướng thì các bạn có thể thấy Ledger có hai cái nút ở trên này và cái màn hình nó sẽ khá là nhỏ. Còn đối với Trezor màn hình nó to hơn hẳn. Đó, các bạn nhìn này, màn hình to hơn, chữ rõ ràng hơn. Ở bên kia với Ledger thì các bạn sẽ tự setup một mã pin gồm 8 chữ số, là các bạn tùy chọn từng con số luôn. Nhưng mà còn với bên Trezor thì nó sẽ hiện sẵn và các bạn sắp xếp thứ tự làm sao mà cho nó giống thứ tự này từ 1 đến 9 ở trên cái màn hình này là được. Về mặt setup ví thì mình đánh giá là ví Trezor setup đơn giản hơn rất nhiều so với ví Ledger. Khi mà mình tìm trên website của Trezor những đồng coin mà ví này support thì thấy có rất là nhiều, nói chung là danh sách nó dài ơi là dài luôn mọi người. Còn khi mà mình tìm ví Ledger những đồng coin mà ví này support thì danh sách nó sẽ ngắn hơn, theo mình đếm thì là khoảng tầm 50 đồng thôi. Ok, mình sẽ lấy một ví dụ khi mà gửi tiền cả hai ví thì nó sẽ hiện ra như thế nào nha. Ở trên màn hình của ví Trezor thì nó sẽ hiện ra thông tin người gửi và mình sẽ bấm confirm hay là cancel. Còn bên Ledger cũng tương tự nhưng mà mình thấy nó hiện đầy đủ thông tin hơn, bao gồm cả phí giao dịch là bao nhiêu rồi những thông tin khác vân vân. Ok, vậy thì qua video này mình hy vọng là các bạn sẽ thấy được sự khác nhau giữa Ledger Nano S và Trezor. Còn nếu mà cho mình chọn thì với một ví lạnh mà có mẫu mã đẹp, nhìn rất là sang xịn mịn và giá rẻ hơn thì chắc là mình sẽ chọn Ledger. Nhưng mà với số lượng coin hay là độ tiện lợi khi mà mình dùng, khi mà mình gửi tiền, chắc là mình sẽ chọn Trezor. Còn về độ bảo mật thì mình thấy hai ví này ngang nhau. Nếu mà các bạn đang để tài sản ở tiền kỹ thuật số là crypto thì các bạn nên dùng ví lạnh để bảo vệ tài sản của mình nha.